chào quý vị và các bạn. Thời tiết trong ngày nghỉ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 trên cả 3 miền của đất nước không quá khác biệt. Ban ngày trời có nắng nhiều, chiều tối và đêm lại có mưa rào và dông. Trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh thành miền Bắc, hình thế thời tiết chi phối chính là sự hội tụ gió trên cao. Từ mực 1.500m lên đến 5.000m sẽ gây ra mưa dông đầu mùa cho khu vực này, tập trung nhiều vào chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng với tố, lốc và gió giật mạnh. Còn trưa chiều thì vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giảm xuống trong khoảng 28-29 độ ở vùng đồng bằng. Khu vực vùng núi phía đông thấp hơn ở mức 26-27 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ do trời nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên đến 30-31 độ. Trong khi Bắc Bộ tăng mưa thì tại phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giảm nhanh. Đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời khá là mát mẻ. Nhiệt độ ở Tây Nguyên chỉ khoảng 20-23 độ, còn ở Nam Bộ là từ 25-27 độ. Ban ngày trời sẽ nắng nhiều nên nền nhiệt độ sẽ tăng nhẹ so với ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là 30-33 độ. Nam Bộ có một vài điểm nắng nóng với nhiệt độ lên đến 35-36 độ vào giữa trưa. Trên biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió trở lại hướng Đông Bắc đến Đông, cấp 3, cấp 4. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió còn hướng Đông Bắc nhưng không mạnh, cấp 4 và ít mưa dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Như vậy, trong 24 giờ tới, Bắc Bộ có mưa rải rác, tập trung vào chiều tối. Các khu vực còn lại phổ biến có nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 1 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!